Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm một chút video clip giải trí. Đấy, cùng với đội dê này chơi. Đây này, còn không sừng đây các bác. Hầm hố không? Các bác nhìn thấy gì không? Đi. Ở đây mình sẽ trao cho cái con dê đực. Đi cho nó về đây đi. Cò. Hôm nay mình sẽ cho thằng đệ nó hỗ trợ. Đây này, mình có một cái bỏng luôn. Bắt đừng hút tao. Đây, ăn luôn. Ừ, treo cái này vào cho nó. Hoành tráng chưa? Ủa, khỏe quá. Rồi treo treo thế. Con này vô dụng thật đấy. Không làm được cái gì cho giờ trò trống cả. Con này đang ăn cỏ rất là nhiệt tình. Đây này, cái khu này cái khu mình tạo ra một cái khu trò chơi bay nhảy cho bọn nó ở đây. Mà chưa xong đâu các bác ạ. Xong. Mày rất là thích ăn kẹo luôn. Thôi không nghịch nó, cho. Đây này, trên này là bọn này là có đồ nhậu này. Ấy. Bác nhìn thấy nó ăn bỏng rất là mạnh luôn. Bác nhìn thấy gì được không? Sau đây mình sẽ cho nó uống bia xem nhá. Tét luôn. Ui giời. Các bác nghe thấy mùi bia không? Ui, cho bọn này tiếc quá nhỉ. Làm hớp chứ đã. Đá quá. Đâu, sao nào? Ui. Ui. Con này uống căng hay các bác? Nhẹ đó. Ây à, nó uống bia rồi các bác. Ôi xong. Con đực kia nó đi theo ấy rồi các bác, không thì test con đực cơ mới vui. Đâu rồi, con kia đâu rồi? Quay trở lại. Này, chia sẻ với đây các bác nhé. Đây là cũng là một trong những kinh nghiệm truyền lại thôi. Kinh nghiệm truyền lại và mình cũng đã thử rồi. Đây là những cái mà dùng để sử dụng cho cái con dê. Nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Nó sẽ có những cái lợi rất là tốt. Ví dụ những cái này trướng bụng đầy hơi. Rất là nhiều người, ví dụ trâu bò là họ cũng hay sử dụng bia để hỗ trợ cái cho cái con vật nuôi một cách tốt nhất cho quá trình gọi là nó trở lại bình thường, tức là nó đẩy được cái hơi ra đấy các bác. Ai, ui giời ơi, tí nữa nó đạp đổ cái của mình đi. Đâu rồi, con này vừa uống được vài miếng rồi nó không uống nữa à? Đây, đồ ăn đây. Mình sẽ có bỏng ngô các kiểu này cho con này luôn. Quay lại. Đâu, quay về đây uống tiếp sao nào. Bỏng ngô đây.
Con này, con trước mặt của các bạn này, con này vừa uống rất là nhiều luôn. Uống rất là nhiều. Quen rồi. Đây là lần đầu tiên mà mình cho thử uống chơi đấy các bác ạ. Lần đầu tiên uống cực kỳ nhiều luôn đấy. Chắc là hơi tê rồi không các bác? Nhìn nó ăn cái bỏng mà toàn trượt thế này. Chắc là hơi tê rồi. Đi lấy cái bỏng này giải ra chỗ kia nào. Giải ra chỗ nền xi măng ấy. Giải rộng rộng ra. Con kia ăn ác thật đấy. Đây, mình sẽ zoom lại cho các xem nó ăn. Ăn bỏng ngô quá mạnh. Cái này là ngô ấy các bác ạ. Mạnh luôn. Không bia nữa. Đấy nó không bia nữa sao nhỉ? Không thể được thì hôm nay nó lại đi theo cái đội cái. Cỏ ngon không? Mấy con nó cũng tự leo trèo lên chơi này. Mình cũng chưa xây xong nữa. Khu này là mình cũng tính toán rồi. Làm một cái khu rất là hay. Đấy, cho con này nó trèo bay nhảy ở đây. Cái khu nghỉ mát ở đây rất là mát cực kỳ luôn. Bởi vì nó ở gần chân núi các bác. Đâu lấy mấy hạt đây? Sao lại bỏ vào đây? Ô cái thằng... Đối với dê thì nó rất thích leo trèo, rất thích bay nhảy luôn. Con này nó đi bỏ mấy hạt vào đây. Đây, thử không? Ăn mạnh thực luôn. Con này con thiến này các bác. Con này là con thiến này. Nhà mình thiến hai con chơi. Một con nó chắc là ở bên kia rồi. Đây này, chân tay cực kỳ to luôn. Con này mình sẽ để ở đây rất là lâu. Đấy, con này mà nhìn ở trước mặt thì không bao giờ nhận ra nó là con đực đâu nhé. Đây này, con này, này. Nhìn rất là giống con cái luôn sau khi thiến. Nào lấy cái bia này về đây xem cho con đực kia xem nó có uống không. Không sừng này. Các bác đặt cho mình một cái tên nào. Các bác đặt cho mình một cái tên con không sừng này đi. Để xem mình đặt tên nó là như nào được. Này, con này về đây canh mái từ hôm qua rồi. Đưa cho con đực xem nào. Uống không? Ít giờ, uống các bác ạ. Ít.
Ui giời, úi sạch luôn các bác ạ. Ôi sao, con này sung, ui rồi, con mái nó đi nó lại không uống hết đấy các bác ạ. Này, uống còn mỗi xíu thôi. Ai à, con này chắc sung hơn đấy các bác. Đi mang hết cái đồ kia về đi. Mang hết đồ kia về đi. Để với tôi bóng mang về ấy. Mấy cái khu này mình cũng làm cho nó chơi ở khu này. Cây này trồng đây để làm cái bóng mát. Đây, kiểm tra xem sau khi nó uống bia xong thì như nào nhá. Khả năng chắc sung hơn đấy các bác ạ. Đây, thở dốc hơn sao kìa. Nó thở dốc hơn đấy. Cái lon kia còn hơn một nửa đấy, hơn nửa nhiều mà nó uống sạch đấy các bác. Sau khi uống bia này xem nó có sung hơn không. Hình như mệt hơn sao ấy các bác. Mình sẽ đợi được khoảng hơn một phút nữa, xong rồi mình sẽ cho nó di chuyển xem sao. Chắc là không sấm ở đâu đâu. Thì uống xong thì thấy nó thở thở mạnh hơn. Tê chưa? Tê chưa? Còn định hình đâu là con đực, đâu là con cái không? Thở mạnh hơn các bác ạ. Thở mạnh hơn so với bình thường rất là nhiều luôn. À, chứng tỏ là con này nó cũng thích uống bia đấy. Nãy giờ vẫn chưa có biểu hiện là sung hay là uống xong là mệt hơn rồi các bác. Uống xong thì toàn thấy thở dốc thế này. Từ nãy giờ không có biểu hiện gì các bác ạ. Không biểu hiện gì sung. Xem bia phát huy tác dụng không. Nhưng mà từ nãy giờ là chưa. Chỉ thấy thở mạnh hơn thôi. Nếu mà hôm nay mình cho gần một lon này mà không có biểu hiện gì thì mai mình sẽ cho nó hai lon. Hai lon hoặc là cái một chai to kia. Lúc đấy là nó định tu hết sạch cái chỗ kia rồi, nhưng mà nó cái con cái này nó lại di chuyển nên là nó đi theo, nên là nó không tu hết. Rồi,
được gần 2 phút rồi. Mình sẽ cho nó di chuyển thôi nhé. Có cò vào đây cho nó di chuyển thử xem nào. Nó cho đuổi đuổi đón đầu cái con dê cái này đi, cho nó di chuyển xem nào. Hay là chưa tê, hay là chưa ngấm. Xem là ngấm chưa? Ngấm bia chưa? Nhưng mà thể trạng của con này hơn 40 cân như này thì một lon bia thì chắc không sấm gì đâu. Vẫn bình thường lắm các bác ạ. Chưa có biểu hiện gì. Chưa có biểu hiện gì luôn. Vẫn còn rất là sung. Vẫn còn định hình đâu là bạn gái của mình luôn. Chưa có biểu hiện là vẫn bảo vệ rất là mạnh các bác ạ. Sau khi uống bia xong này các bác, vẫn cứ đi đuổi con mái luôn. Không thấy có biểu hiện gì khác. Chỉ được cái là to mồm hơn. To mồm hơn này, xong mới lại thở mạnh hơn. Đấy, có xây sợi dây vàng rất là hoành tráng luôn. Bỏ bạn gái rồi. Đã bỏ bạn gái rồi các bác ạ. Không canh nữa. À, có một thanh niên khác. Có một thanh niên khác vào thì xem nó có biểu hiện gì không. Ai già, ngay lập tức ra luôn. Hóa ra là sợ nắng thôi. Để mình trêu nó xem nhé, xem nó còn đuổi mình không nhé. Con này là con đuổi người đấy các bác ạ. Để mình trêu nó xem nào. Ôi, tầm này không tập trung rồi. Thôi mai mình sẽ tăng tốc cho nó 2 lon xem nhé. Chào các bác. Hẹn các bác ở video giải trí tiếp theo. Chào các bác nhé.